Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2024. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Thanh Từ, tiểu bang New Jersey, trong khóa tu mùa thu sau nhiều năm hứa. Và hôm nay Pháp Hòa rất vui là đã thực hiện được lời hứa của mình với thầy trụ trì cũng như với đại chúng. Và sáng nay chúng ta đang có mặt tại đạo tràng với một khung cảnh rất là thơ mộng. Ở trên thì lâm râm, mưa pháp, và chúng ta đang ngồi đây nghe pháp. Có những tâm niệm nó nhỏ nhít, nó len lỏi, nó ẩn tàng ở bên trong, chúng ta không biết. Ví dụ có thể mình bỏ đi cái tham to, nhưng mà ở bên trong mình vẫn còn những cái tham nhỏ. Ví dụ mình có thể không tham tiền, nhưng mà có thể mình còn tham danh. Ai khen mình vẫn thích hơn. Mặc dù cái danh nó không có lớn gì hết trơn á, chỉ cần người ta khen mình nấu ăn ngon là vui rồi. Như người ta sáng nay người ta gặp nó, trời sao bữa nay chị đẹp quá, vậy là mình hạnh phúc rồi. Không có gì tội lỗi hết, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà mình nhận diện để mình biết nó, mà đừng để nó làm khổ mình. Lỡ bữa nào người ta có gặp mình, ta nói chị có sao bữa nào nhìn chị tối thui gì, thì bình thường, tại vì mình đã từng có những ngày sáng, thì bữa nay có lỡ đen một chút không sao hết. Nếu mình có nhận diện được tiếng khen tiếng chê mà mình bình thản với nó, thì mình mới biết là mình có khả năng tu tập. Chứ còn cuộc đời này chuyện khen chê là chuyện bình thường. Và mình có nghe tiếng khen chê, mình vui buồn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chỉ khởi lên cái rồi vụt tắt. Đừng để nó ẩn tàng trong lòng mình lâu quá. Thì Đức Phật dạy, cái người tu mình làm sao mình giống như chữ vẽ trên nước. Đừng để mình thành chữ vẽ trên cát hay trên đá. Thường thường nếu mà chữ vẽ trên nước thì nó có lưu lại không? Lưu không? Không. Nhưng mà nếu mình lấy chữ mình viết trên cát thì nó lưu không? Lưu. Nhưng mà nó tồn tại lâu không? Không. Quý vị hôm nào ra bãi nước sóng nó đánh lên một cái mặt cát nó thật là đẹp. Cái mình tới mình viết lên. Viết xong thì vừa cái chữ đó xong thì biển nó nhào vô một cái là cái chữ viết của mình mất. Thì Đức Phật nói nếu trong đời này chúng ta có những cái buồn phiền giận vì ai đó, nếu mà dở lắm thì cỡ như là trên cát thôi, viết một chút đó thôi, một cơn nước đi tới thì nó xóa. Có buồn ai, có giận ai như chữ viết trên cát, thành chữ viết trên đá. Tại vì chữ viết trên đá nó khắc sâu và nó làm nặng nề khổ sở mình lắm. Nhiều khi một cái lời nói của người xong rồi, năm qua rồi, nhưng mà nó vẫn tới với mình. Hỏi mình, hỏi là mình gặp cái mình ấy, cái anh chửi tôi một lần, mình nhắc mình người là mình nhắc vậy, mình bị chửi 10 lần. Cứ mỗi lần mình nhắc là một lần mình bị chửi. Đây là cho mình nhớ cái chữ đó, càng lâu thì mình bị chửi càng nhiều. Và mình kể cho người nghe, nhiều thì mình kể đúng y bài bản luôn. Cô đó gặp tôi chửi tôi. Hỏi chửi làm sao? Chửi vậy đó. Là mình lặp cái câu như mình chửi mình một lần nữa bằng nói của người đó. Cho nên mình đừng để mình như chữ viết trên đá, mà hãy để chữ viết trên cát. Còn giỏi nữa là chữ viết trên nước. Chữ viết trên nước thì không có lưu. Nước chất bốc hơi. Mình cũng học cái hạnh của nước. Cái gì nó bốc hơi tan biến, đừng để nó trụ lại. Nhưng mà khi mà nó tan biến trụ lên rồi, nó thành mây, thì những đám mây này là trở thành những đám mây che mát. Cho nên những lời nói đó nó bốc hơi đi nữa, nhưng mà nó không làm khổ ai.
Nó chỉ trở thành những đám mây đẹp ở trên bầu trời. Thậm chí ta nhìn mây người ta làm thơ nữa. Có nhiều người ta còn làm thơ, sao làm nhạc nữa. Mây sao còn lơ lửng chưa bay về đây. Nhiều khi mây cũng làm cho người ta làm thơ, mây làm cho người ta viết nhạc. Nên mình sống mà mình làm cho người ta có cảm hứng làm thơ là mình thành công của một đám mây. Cho nên cái cây, cái hoa nó không nói gì hết, nhưng mà tự khắc nó lại là cái nét đẹp để làm cho người ta nhìn nó mà sáng tác ra thơ. Còn mình nói rỉ rả cả ngày mà sao không ai làm thơ gì mình hết. Còn hoa nó gì hết, nó lặng lẽ, nó lặng bên bờ, bên vách, bên núi, vân vân, mà người ta nhìn nó ta làm thơ. Giống như nhà thơ Quách Thoại, một hôm đi ra thì thấy một cái giàn hoa và ông làm thơ. Đứng yên ngoài hàng dậu, kiếm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, cái em thiên thâu ta lại cúi đầu. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, xưa nay em đứng vẫn ở đó mà em vẫn mỉm cười như vậy, mà tôi đi ngang ngàn lần tôi không thấy. Tự nhiên sáng hôm nay tôi có chánh niệm hơn, tôi có ý thức hơn, cho nên tôi nhìn em đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, hôm nay sao em đẹp vậy? Không phải hôm nay không đâu, mãi như vậy mà tại có chánh niệm thôi. Cũng giống như người thương của mình đang ở xung quanh mình rất dễ thương, rất màu nhiệm mà mình đâu có nhận diện ra đó. Tại vì sống lâu quá giống như mình hơi lờn vậy thôi. Rồi một người một ngày nào đó người đó vắng nhà 5-7 ngày, cái bắt đầu mình cảm thấy hơi trống vắng. Lúc đó mình mới nhận diện rằng sự có mặt của người đó rất quan trọng. Cho nên lâu lâu mà mình đi vacation cũng tốt. Đi dự khóa tu 4-5 ngày để ở nhà cho đó. Lúc có tu không có được quý ha. Bây giờ tôi đi ngày rồi bắt đầu thấy quý sự có mặt của tôi. Yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, hôm nay tôi có chánh niệm rồi, tôi có ý thức rồi, tôi nhìn em và tôi lặng lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, em đâu có hát gì đâu, nhưng mà cái lời hát đó nó rất là nhiệm màu, nó rất là nhẹ nhàng. Và lúc đó chỉ cần im lặng để nhìn hoa, để ngắm hoa và để nghe hoa hát. Cho nên nước nó có khả năng bốc hơi, tạo thành mây và chuyển hóa. Từ mây nó rơi xuống làm nước. Khi nó rơi xuống, chúng ta không gọi nước mà chúng ta gọi là mây. Và khi nó xuống dưới đất rồi, nó ở trong hồ, trong ao, thì chúng ta gọi nó một tên khác. Và nước nó có khả năng làm mình tu tập cũng vậy. Mình làm sao mà mình giống như nước, đi đến đâu mình cũng làm mát dịu. Và nước có khả năng tẩy rửa. Tu tập, nghe pháp cũng giống như mình biến mình những giọt nước, có thể tẩy rửa mọi tâm hồn khổ đau phiền muộn. Có nghe pháp thì sẽ có thấm pháp. Giống như mưa này không có lớn, nhưng nếu mà cứ như vậy mà suốt ngày hôm nay quyết định, mọi thứ bị thấm ướt hết. Một ngày nghe 30 phút pháp. Có nhiều vị tối đi ngủ iPad lên nghe tới hết pin, mà mình nghe chưa hết bài pháp, tại mình ngủ mất đất rồi. Rồi giật mình thức dậy, ủa hết pin hả? Ghim chặt tiếp, chặt pin tiếp, thầy nói tiếp, mình ngủ tiếp. Và mỗi ngày mình cứ thấm 5 phút, 5 phút đầu thôi. Nhưng mà nếu mà bài pháp đó đưa mình vào trong một giấc ngủ ngon cũng tốt. Tại vì mình bài pháp đó trở thành ra linh dược, giúp cho mình có một giấc ngủ an. Và trong khi mình cái biết của con mắt không thấy, không biết, cái biết của cái lỗ mũi
của cái ngửi, cái nếm nó ngưng, nhưng cái ý thức. Cho nên trong khi mình trở mình, trong cái giây phút mình chưa ngủ lại đó, pháp nghe rất sâu. Tại lúc đó tất cả sự phân biệt nó nằm ngủ hết, chỉ còn một cái nhận thức đó nó rang ràng thôi. Và lúc mình nghe pháp rất sâu. Và có những lúc Pháp Hòa đã ngồi dậy vì cái bài pháp đó, tự nhiên nó làm cho cái giây phút đó mình nghe, mình thấm, mà cái đạo lý mình sáng tỏ hơn. Mà mình phải ngồi dậy để ghi lại cái giây phút mà mình sáng tỏ cái đạo lý đó. Nên khi mình ngủ là năm cái thức của mắt, tai, mũi, miệng, thân biết đó đó, của mắt, tai, miệng, thân nó ngủ, ý thức nó vẫn còn. Cho nên trong khi mình trở mình mà mình chưa ngủ lại được đó, thì những pháp đó nghe rất sâu. Tại vì lúc đó tất cả mọi cái phân biệt của mắt, tai, mũi, miệng nó không có làm việc chung, một cái nó làm việc thôi. Như vậy cũng như thế, hằng ngày á, chúng ta chi phối rất là nhiều, cho nên chúng ta không tập trung. Mặc dù lên tụng kinh nhưng mình vẫn không tập trung. Tại sao? Tại con mắt còn dòm ngó. Sao đi trễ vậy chị? Sao chị kia chỉ điên vậy? Nếu mình hẹn với một người nào mười chưa tới là mình tụng không yên đâu. Cứ ngó hoài, sao chưa thấy tới. Thậm chí mình lấy cái giỏ của mình để kế bên luôn. Ai tôi để dành cho bạn tôi. Chứ con mắt của mình không có tập trung, lỗ tai mình không tập trung nghe, cho nên tụng tiếng trước tiếng sau, tụng kinh không có ăn rập. Tại vì cái lỗ tai mình chi phối chỗ khác, con mắt mình chi phối chỗ khác, cho nên tụng hết. Tại vì sự tập trung của mình không đủ. Vì vậy mà chúng ta tập ngồi thiền. Hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng tập ngồi thiền để chi? Để cho đại chúng, để cho đại chúng tập trung một hơi, một thứ thôi, đó là hơi thở của mình. Tại vì mình có tập trung tập vào một chung một hơi thở thì mình sẽ không bị chi phối những cái khác. Mình không bao giờ ngưng sự suy nghĩ. Chỉ có điều là mình phải tập lại nghĩ cái gì một việc thôi. One at a time. Để nó thấm xuôi cho nát cái đầu. Được, cảm ơn. Cho nên quý vị tập mỗi ngày 5 phút. 5 phút thôi. Tập trước đi. Ai chưa ngồi dưới đất được, ngồi ghế giống nãy cũng được. Mà khi ngồi là lưng thẳng. Rồi hai cái lòng bàn chân mình để bằng phẳng trên mặt đất. Rồi hai tay mình thả trên bắp chân vậy. Rồi quý vị ngồi tập trung hơi thở. Nếu mà 5 phút đó mình tập mình thở cũng được. Hít thật sâu, thật chậm. Thở ra thật sâu, thật chậm bằng mũi, bằng miệng. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Mà nếu muốn nữa đó, thì khi mình hít vào, hết vô rồi mình dừng lại 3 giây. Sau đó mình thở ra bằng miệng, hết hơi thở của mình. Là quý vị ngồi, quý vị tập trung hơi thở như vậy trong vòng 5 phút mỗi ngày. Một thời gian ngắn, đại chúng sẽ có được một chút tĩnh lặng và mình thấy được công năng của sự tập trung thiền định. Có thiền là có định. Thiền là gì? Thiền là sự dừng lại mọi sự lăng xăng và tập vào một việc gọi là thiền. Và khi có thiền, có dừng, có trụ thì cái định nó có. Định là gì? Là ổn định, là an định. Cho nên mình đi đâu, mình ở yên rồi ta kêu gì? Định cư. Cư là ở. Cư là ở. Mà ở yên một chỗ gọi là định cư. Rồi mình hỏi là chỗ nào mình ở yên thì gọi là trụ. Chỗ nào mình tạm ở là trú. Thí dụ như mình ở trú mưa. Mưa quá, tấp vô cây, gấp vô bờ hiên, tạm đục mưa thôi. Tiếng miền Nam miền
đục mưa và gọi là trú mưa. Cõi đời là cõi tạm trú, cho nên mình trú ở tạm gọi là tạm trú, mình ở đâu ở yên chỗ gọi là an trụ. Vị thầy ở yên đó để giữ vững ngôi nhà Phật pháp, đó gọi là trụ trì. Chữ trụ là ở yên, ở vững, không phải cái nhà đó biểu tượng thôi, mà trụ vào cái nhà Phật pháp để gìn giữ giáo pháp của Phật, gọi là trụ trì. Như vậy thì việc trụ trì không phải riêng của một thầy, mà việc đó là việc làm của tất cả mọi người con Phật. Mình phải an trụ chánh pháp để gìn chánh pháp. Giống như tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng giữ được cái bản chất của người Việt để làm cho cái văn hóa của Việt Nam không mất, dù mình ở bất cứ nơi nào. Dù bây giờ mình có ở Mỹ 40 năm, 50 năm, nhưng bản chất Việt Nam của mình vẫn còn đó. Cái nề nếp Việt Nam mình vẫn đó, như là chào hỏi, hay là cơm, hay là sự cúng kính, thờ phụng ông bà tổ tiên. Như vậy trụ trì không phải là việc của người, không phải là vị chỉ có ông thầy đó mới là trụ trì. Nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều là một vị trụ trì, trước hết là cho chính mình. Mình phải trụ cái tâm mình cho vững để mình trì cái pháp mà mình hành tu cho vững và không bị lung lay. Mình không trụ được tâm, tâm mình chưa trụ được thì làm sao mình có thể duy trì được. Cho nên phải trụ mới trì được, ở yên mới duy trì được. Còn nay chỗ này mốt mình dời chỗ kia thì không duy trì được. Ví dụ mình trồng một cái cây, nhưng mà 2-3 ngày mình dời cái cây một lần, thì quý vị dời kiểu đó 10 năm cây đó có ra hoa được không? Có trái được không? Có sống còn được không? Không. Mình muốn cái cây đó vươn lên, mình muốn cái cây đó vươn lên sống tốt, có hoa có trái, thì mình phải trồng cái cây đó ở mảnh đất tốt và giữ nó như thế. Thậm chí nếu nó mới quá sợ gió thổi nó, mình còn căng một 3 sợi dây 3 gốc để giữ cái cây đó. Đến khi nào rễ nó bám vào đất, cây nó vươn lên cao, thân nó khỏe mạnh, thì chúng ta mới yên lòng thả cái dây đó. Cho nên tất cả chúng ta đều có phận trụ trì, trụ cái giáo pháp của Phật, trụ vào cái tâm của Phật. Cho nên đại chúng mỗi ngày tập cho mình 5 phút quá ít, nhưng mà Pháp Hòa xin trước 5 phút, sau 3 tháng tăng lên 5 phút. Khi nào đại chúng có thể ngồi mỗi ngày 20 phút, 30 phút là mình biết rằng đây là thức ăn của tâm. Một ngày mình ăn 3 cử, mà không phải một món. Một cử ăn mấy món là trước khi ăn, rồi ăn xong rồi phải ăn lai xét ăn quá trời ăn luôn để nuôi cái thân thôi. Còn cái tâm không hề có một món ăn gì hết, cho tâm dễ bị chao đảo lung lay bởi những cái bất thiện pháp, bởi những cái lời thị phi vân vân. Nó làm cho cái tâm của mình bị lung lay và không thấy được chánh pháp. Mình thấy được chánh pháp rồi, mình sống trong chánh pháp rồi, thì cái pháp nào cũng phải của nó, mình biết liền tức khắc, và không để cho cái pháp đó nó len lỏi vào trong cái chánh pháp của mình. Cũng giống như là mình lựa gạo, cái nào là thóc, cái nào là cỏ, cái nào là bụi cát, lựa ra hết được. Dạy trong kinh nó giống như một người mà đổ vào trong một cái bao gạo, trộn lên tất cả, mà người lựa gạo biết rất rõ đây là hạt gạo gì, đây là hạt gạo gì, rõ ràng lựa ra. Và mình cũng như mình biết rõ cái nào là gạo, thì những cái không phải gạo mình lựa được,
Ví dụ như giữa hột nếp với hột gạo mình phân biệt được không? Được không? Được. Hột nếp với trộn vô đó mình biết liền, đây là hột nếp và đây là hột gạo. Và nếu như trong cái bao gạo đó có bông cỏ mình luôn được không? Được. Trong một chén cơm mình bưng lên ăn mà có một hột thóc nó còn vỏ, nhận ra liền. Và mình biết rằng hột thóc này nó không thóc đâu, lột vỏ nó ra thì nó là hột cơm. Như thế mình biết rất. Và khi biết rõ như vậy thì mình ít có bị lung lay. Cho nên mình biết rõ cái nào là pháp Phật, là chánh pháp. Nhưng mà nếu mình muốn biết chánh pháp mà mình không học chánh pháp thì làm sao mình biết cái đó là chánh pháp được. Cho nên việc gì nó có đạo đức và là giới, có định, có tuệ. Vậy thì việc làm mỗi ngày của chúng ta, kiểm soát tâm của mình, kiểm soát đời sống của mình, kiểm soát lời nói của mình, tất cả những cái đó đều là Phật sự hết. Phật sự là chuyện ở trong chùa không đâu. Nhiều người hiểu lầm Phật sự là vô chùa mới có. Vậy mình bước ra khỏi chùa không phải Phật sự thành ma sự sao? Cho nên việc gì mình làm lợi ích cho mình, cho người, việc đó là Phật sự. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm nè, nấu cơm cho gia đình, trong đó có mình, thì mình nấu bữa cơm mà đủ dinh dưỡng cho gia đình ăn ngon, nhìn đẹp, có mùi thơm, ăn vị nó ngon, và trang trí và dọn bữa cơm, đó là Phật sự. Tại vì người ta ăn cơm á, không phải chỉ ăn cái vị, mà cần phải nhìn luôn cả cái sắc cũng như cái hương. Cho nên thức ăn ngon là một việc, nhưng phải trình bày, phải trang trí, phải múc ra như thế nào, nhìn cho nó gọn gàng. Có nhiều người khéo léo là múc dĩa thức ăn còn phải lau cái miệng dĩa, lau miệng chén để nhìn cho nó tươm tất, nó sạch sẽ. Đó là gì? Sắc. Nấu cà ri màu phải đẹp, nước lá cẩm làm bánh màu phải đẹp, là lá dứa nấu xôi cũng phải đẹp. Như vậy thì sắc, mặc dù cái vị xôi rất ngon, nhưng mà hết ta nhìn nó ngon không qua cái sắc trước, rồi qua cái hương, ngửi mùi hấp dẫn. Ta nói sao? Trời, nhìn hấp dẫn quá ha, ngửi mùi hấp dẫn quá ha, mặc dù ta chưa ăn. Nó có cái sức thu hút ở cái sắc, cái hương, rồi sau đó người ta ăn đến cái vị. Cho nên mỗi bữa cúng ngọ cho Phật á, mình mới tụng cái bài đó: thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật. Trong cái bài cúng ngọ đó, thử thực là gì? Là thức ăn này đầy đủ cả ba thứ: sắc, hương, vị. Con đem con làm gì? Trên con cúng dường chư Phật, thượng cúng thập phương Phật, trên hết con cúng mười phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, ở khoảng giữa con xin cúng dường các bậc thánh hiền, hạ cập lục đạo phẩm, dưới nữa thì con cúng cho sáu cõi. Đẳng thí vô sai biệt, dù là thánh, là thánh, là Phật, là thánh, là phàm, con đều cúng dường không phân biệt. Như vậy mình nấu một món ăn cho người sống ăn hay mình nấu cúng Phật đều bình đẳng giống nhau, đâu có bao giờ mình phân biệt đâu. Này không, Phật người Ấn Độ không ăn này tôi không nấu. Phật người Ấn Độ nhưng mà Phật qua Việt Nam, Phật biết ăn đồ Việt Nam hết. Quý vị để ý có phải không? Giờ người Việt Nam ăn gì cúng nấy. Rồi Phật là người Ấn Độ, nhờ Phật qua Mã Lai, Phật biết ăn đồ Mã Lai hết. Phật qua Hàn Quốc, Phật biết ăn đồ Hàn Quốc hết. Tại vì mình ăn gì mình cúng nấy. Đẳng thí vô sai biệt. Nói theo đơn giản người Việt Nam mình hay nói: trước cúng sau ăn. Mình hay nói câu đó mà: trước cúng sau ăn. Vậy thì cái tâm niệm mà cúng đó là gì? Đó là mình cung dưỡng. Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta nói điều gì cũng là một sự hình thức cúng dường, mà không phải qua phương cái món ăn, mà cái lời nói của mình.
nói câu gì để cho người ta tiếp nhận được cái sự cung dưỡng luôn. Nghĩ cái gì mà nó có bổ dưỡng cho người. Cho nên mình uống thuốc bổ não, nhưng mình nói câu nào ra ta bức não. Uống thuốc sao nó không có kết quả. Uống thuốc bổ não mà nói ra ta nghe ta bể não, không đúng. Cho nên mình uống thuốc bổ thì lời nói của mình, hành động của mình, tư duy của mình nó phải bổ dưỡng. Tại mình là một người khỏe mạnh sẽ tốt ra một sức sống khỏe mạnh. Mình là người khổ thì thế nào mình sẽ tốt ra chất liệu của khổ đau. Cho nên nước có khả năng tẩy rửa. Mà nếu mình nghe pháp, mình thấm nhuần rồi thì mình sẽ có khả năng tẩy rửa những khổ đau, những phiền não, những bất thiện pháp nó có mặt trong cuộc đời này. Mình nhìn, ví dụ mình nhìn trên cái bàn, cái nào dơ, cái nào sạch biết. Thậm chí trước khi mình dẹp chén dĩa, mình cũng nhìn chén nào chưa sử dụng còn sạch, khỏi rửa nữa. Mấy cái lúc chút vậy trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó rất liên quan đến đời sống tu tập của chúng ta, để nó giúp cho mình nhận diện cái nào sạch, cái nào dơ. Mà dơ cũng không có cần bỏ, chỉ cần tẩy rửa là xong. Nước có khả năng thấm nhuần, giáo pháp của Phật có khả năng thấm nhuần, và tâm của mình là một mảnh đất. Cho nên chúng ta thường nghe câu mưa pháp thấm nhuần nơi học địa. Học địa là gì? Là cái đất đó hướng dẫn cho mình học tu. Mà nếu như mình ở đó, cái đất tâm của mình là một mảnh đất thấm nhuần, nhưng mỗi ngày mình được nghe thì mình sẽ thấm nhuần cái đó. Cái gì cũng vậy hết, mình nghe thường là mình sẽ thấm cái đó, mình không nghe là mình không thấm. Cho quý vị thấy mấy đứa nhỏ không? Nó nghe cái gì thời gian là tự nó thấm cái đó. Gần đây mình hay hát cái bài Trầm Hương Đốt trong các buổi lễ đó. Phong Hòa lâu lâu tự nhiên nghe mấy đứa nhỏ nó ngồi ở đâu nó cũng rêu rao Trầm Hương Đốt. Mình nghe vậy mình vui lắm, tại mình biết là mấy đứa nhỏ nó thấm mà. Cho nên hàng ngày mình gieo rắc cái gì là nó thấm cái đó. Mà mình biết rõ như vậy cho nên cẩn thận sự gieo rắc, nhất là các em nhỏ. Mà một người sơ cơ vào đạo không biết gì hết, mình dễ hướng dẫn lắm. Quan trọng là người hướng dẫn có tâm và có khả năng, gọi là có tâm và có tầm. Người hướng dẫn phải có cái lòng hướng dẫn và có bản, có thực chất của sự hướng dẫn. Nhiều khi có lòng mà không biết cách, hướng dẫn sai lạc. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải học pháp và nghe pháp. Cho nên tất cả chúng ta đều là những người đang làm Phật sự, chứ không phải riêng các thầy. Tất cả quý đạo hữu Phật tử vẫn là những người làm Phật sự. Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng đọc cái bài mà trong các bài kinh quý vị hay tụng: Lại đấng tam giới tôn. Ai nhớ câu đó không? Bài đó không? Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh Địa Tạng hay kinh Di Đà, kinh gì mình tụng mình chém vô đó. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Khi bỏ báo thân này, khi mãn báo thân này, sanh qua cõi an lạc. Quý vị có thể dùng cái bài đó ứng dụng trong đời sống hàng ngày, mà không nhất thiết trong thời kinh. Ví dụ: Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, chuẩn bị đi nấu ăn. Để làm gì? Nấu ăn mà nấu trong chánh pháp thì trên đền bốn ơn nặng. Đó, như hôm nay giờ này mình ngồi đây, bàn trại soạn đang ở trong bếp nấu ăn. Thì các vị đó nấu ăn không nghe pháp, nhưng mà các vị đó cũng đang đóng góp vào cái công việc là làm Phật sự. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, nghe người làm Phật sự, thấy người làm Phật sự, đều phát tâm bồ đề. Ô, chị làm Phật sự hả, cho tôi làm với. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề.
Và mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào để mình làm việc thiện mà người ta nghe mình làm việc thiện mà ta khởi thiện theo là mình biết mình thành công. Thí dụ mình nói sáng nay tôi đi chùa, mà nếu như mà người nào nói chị có đi cho em đi với, anh có đi chùa chở em đi với, là mình biết rồi đó. Đừng có từ chối người ta, mà mình phải thấy rằng mình duyên phước lành, chỉ cần khởi tâm đi chùa mà có người muốn đi theo. Chứ đừng nói thôi bà đi làm cái gì để tôi đi được rồi. Con mình nó muốn đi chùa, cháu mình muốn đi chùa, mình nên cho đi, hướng dẫn đi và khuyến. Cho nên bài đó quý vị có thể sử dụng. Ví dụ quý vị sắp sửa chép, mặc áo tràng, ngày đầu tiên mình chuẩn bị chép bài kinh nào đó, mặc áo tràng trang lễ Phật ba lễ, rồi đứng phát nguyện: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn viết chép kinh Địa Tạng. Hồi xưa chữ Hán gọi là thư tả, bây giờ mình có thể mình nói bằng ngôn từ của mình, chép rồi viết, hay là đọc rồi viết, đọc viết kinh Địa Tạng, đọc chữ, đọc viết kinh Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ. Nếu có ai thấy nghe, người ta thấy mình viết kinh, ta nghe mình viết kinh, người sanh tâm hoan hỷ, đều phát lòng bồ đề, khi mãn báo thân này sanh qua cõi ác. Mà người thấy, người nghe, mà người ta hưởng ứng, người ta tùy hỷ, đều có phước hết. Cho nên mình không có khoe, nhưng mà mình thông báo để làm gì? Để cho mọi người nhận diện được, biết được việc làm của mình mà phát tâm theo. Hai cái cách nó khác. Thí dụ mình đưa một cái bài đó, một cái tấm hình đó mình khoe, nó khác. Ở đây mình chỉ có ý những người, người ta muốn làm thiện, người ta hưởng ứng của mình, cái tâm của mình ngay cái đó nó thành tựu cái pháp lành. Cho nên việc gì mình làm, hãy để ý lại cái chỗ khởi tâm của mình, để mình biết được rằng cái chỗ khởi tâm đó nó có thiện hay là không thiện. Nhiều khi mình làm việc thiện mà mình cái chỗ khởi tâm không thiện, thí dụ mình nói tôi làm để cho muốn quảng cáo bản thân, thì ngay nơi đó là cái khởi tâm đó là nó đã sai cái việc rồi. Còn mình muốn để cho người ta nhận biết, nghe hiểu việc mình làm để cùng phát tâm theo. Cho nên khi làm Phật sự, đừng có bị chướng ngại bởi bất cứ một lý do gì nó làm trở ngại cho mình, thì nó thành ra ma sự. Chữ ma là gì? Ma là sự trở ngại, chướng ngại cho mình thôi, không có gì hết. Ví dụ như lười biếng, sáng ngủ mình không có thích, mình đã phát nguyện tụng kinh nhưng mà hình như là tuần lễ tụng chừng bữa à, còn 5-6 ngày kia là ma buồn ngủ nó réo mình hết rồi. Thì mình biết rồi đó, mình bị ma buồn ngủ, ma làm biến. Còn mình hay hờn, hay giận, hay trách người này người kia, để làm mình bị gì? Ma phiền não. Như vậy ma nó không có phải là một con ma tóc dài nào cả, mà ma là ở trong nội tâm của mình, nó luôn xuất ra những cái điều bất thiện, những cái ý nghĩ bất thiện, việc làm bất thiện, thậm chí nó ngăn cản mình để mình không tiếp tục việc thiện. Thì cái đoạn, nó cắt đi, nó đoạn đi, nó trừ khử đi cái tâm thiện lành của mình. Cho nên chữ ma dịch là vậy đó. Ma được dịch là nó đoạt mệnh, tức là đoạt đi cái tuệ căn, cái tuệ mạng của mình mà không cho mình tiếp tục. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là xin nhắc lại là chuyện Phật sự không phải là chuyện của các thầy, mà tất cả chúng ta đều đang làm Phật sự. Ví dụ đại chúng ghi danh tham dự ngày tu học, rồi đổ đường, có những vị đi từ khuya đến đây, đó, cái đời cũng là Phật sự. Tại sao? Tại vì mình tham dự khóa, mình đến với đạo tràng để cho đạo tràng được. Cho nên quý thầy chịu khó tổ chức tu, thì mình là những người tham dự khóa tu. Như vậy thì khóa tu nó mới có mặt.
Chứ bây giờ người tổ chức mà không người đi tham dự thì làm sao có mặt được, thì Phật sự không thành. Cho nên thí dụ một vị nào lên phát biểu nói hôm nay khóa tu được viên mãn, Phật sự được viên thành, quý vị hay chúc quý thầy đó, con xin chúc quý thầy an khang, chúng sanh dị độ. Dị là dễ đó, dê đê Phật sự viên thành. Nhưng mà Phật sự làm sao viên thành nếu chỉ có mình thầy làm mà không ai hưởng thì sao kêu thành? Phải không? Thành là phải, cũng giống như người ta mở tiệm làm ăn, nó làm ăn thành công không? Dạ thành công, ngày nào tôi cũng bán. Như vậy tôi thành tôi thôi. Như vậy một cửa hàng làm ăn thành công là người bán phải có người mua. Thì như thế, các thầy là người khởi xướng thì chúng ta là người có mặt để làm cho Phật sự được viên thành, được viên mãn. Vậy thì Đức Phật ra đời, Đức Phật là người tự độ, độ tha, tự giác tha. Nhưng mà Đức Phật phải tới cái giác hạnh viên mãn, là cái hạnh nguyện giác ngộ của Ngài viên mãn, là vì có chúng sanh đến với Ngài, đủ duyên đến với Ngài, và Ngài độ cho người đó được viên mãn. Ví dụ có một bà có đứa con, thì bà nghe đồ Phật có thần thông, có thể làm cho người con bà sống lại, cho nên bà chạy đến Đức Phật, bà xin Đức Phật cứu đứa con bà. Bây giờ Đức Phật thấy rằng đây là một cơ duyên để độ, mà bây giờ ngồi đây mà thuyết chân lý cho bà nghe là chắc không xong rồi đó. Thôi bà ơi, cuộc đời là vô thường, có sanh có diệt, chắc có vẻ bà không thấm, tại vì bà đang khổ đau và trông mong sự cứu rỗi của Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói thôi, tôi có cách cứu con bà, nhưng với điều kiện bà hãy đi đến những ngôi nhà nào, bà xin cho tôi một nắm lúa, với điều kiện rằng nhà đó chưa bao giờ có người chết qua. Bà đi suốt một tháng trời, bà trở về tay không, bên đi không thấy. Thì Đức Phật hỏi, ủa đứa con bà đâu rồi? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã chôn con của con rồi. Thì Đức Phật hỏi tại sao? Dạ bây giờ con hiểu rồi, trên đời này không phải chỉ có một mình con mất người thân, mà xung quanh con không có nhà nào không có mất những người thân. Nói cách khác là không có nhà nào mà không có người chết. Bây giờ con hiểu được đạo lý đó rồi, cho nên con về con cảm tạ lời Đức Thế Tôn. Như vậy thì cái chỗ viên thành của Đức Phật là chỗ nào? Có chúng sanh đến với mình, mình có lòng mình độ chúng sanh mà chúng sanh đến với mình, vậy thì giữa mình và người viên mãn. Cho nên thưa đại chúng, đời này ai có duyên đến với mình bằng hình thức là người vợ mình, người chồng mình, người con mình, người cháu mình, người em mình, vân vân, chúng ta hãy viên mãn giữa mình với họ. Để chi? Để chúng ta trọn thành Phật đạo. Như cái câu chúng ta tụng mỗi ngày, đệ tử và chúng sanh. Nhiều khi mình trọn mà người không trọn thì cái này nó lấn cấn. Cho nên mình hết lòng mình nấu mà có người tới hết lòng ăn phải vui chứ tại sao giận. Có nhiều khi người ta tới người ta xin thêm ăn dữ vậy. Không ngon người ta ăn hiền chứ, ta ngon người ta mới xin nữa chứ. Mà mình thấy người ta xin thêm là mình biết, phải không? Cho nên người mình in kinh để phát thì người ta đến xin quyển kinh thì mình vui để mình hiến tặng quyển kinh đó. Mình in băng giảng, người ta xin về ta nghe mình mừng. Mình tổ chức khóa tu mà người đến tu là mình vui. Cho nên nếu muốn Phật sự viên thành thì không phải là việc của một người mà việc cả hai, người mời và người tới. Cho quý vị thấy không? Phong Hòa ví dụ về để đại chúng thấy cái chỗ viên thành nè. Quý vị có đọc trong kinh quý vị thấy ha. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ
trong chúng có vị nào đó, Xá Lợi Phất một Kiền Liên đứng dậy hỏi Đức Phật. Rồi Đức Phật trả. Rồi diễn giảng trong kinh xong, cuối cùng Đức Phật nói, trong kinh nói, Phật nói kinh này xong, các vị tỳ kheo, tỳ kheo sĩ nam, cư sĩ nữ vui vẻ hoan hỷ tin họ phụng hành, hay là hoan hỷ nhận lời và cáo lui. Quý vị thấy nguyên cái văn bản kinh không? Từ đầu vô, ai là người nói kinh, trụ xứ ở đâu, thính chúng bao nhiêu người có mặt ở đó, và đương cơ cái câu hỏi đó là gì, và Đức Phật đã trả lời như thế nào. Và sau khi xong rồi, có vị còn hỏi bạch Đức Thế Tôn, nhớ phải không? À, thì Đức Phật nói à, kinh này có 3 tên hay 5 tên hay 1 tên. Nói xong rồi các vị, đó là viên mãn Phật sự, có đầu, có giữa, có đuôi. Mình cũng thế, mình có đến cuộc đời này bằng những sự mở màn, mở việc, rồi sau đó ở khoảng giữa chúng ta làm việc, và đến kết thúc viên mãn cuộc đời. Đó là Phật sự. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, nội cuộc đời mình là một Phật sự rồi đó. Cả một đời Phật sự đó. Tại vì sao? Chúng ta làm bằng sự tỉnh giác. Chúng ta không làm bằng sự u mê. Chúng ta không làm bằng phiền não. Mà chúng ta làm bằng tình thương. Chúng ta làm bằng hiểu biết. Chúng ta làm bằng tất cả của mình. Ví dụ mình lo cho con mình từ lúc cho đến nó viên mãn cuộc đời. Thí dụ sanh một đứa con ra nó bệnh, từ đó mình phải chăm sóc cho nó. Đó là Phật sự của mình đó. Cho nên đừng có thấy đứa con đó là nghiệp chướng gì hết á, mà phải đó là một Phật sự của mình. Tại vì mình sẽ làm bằng cái tâm niệm từ bi, tình thương và trí tuệ. Chăm sóc một đứa con bệnh phải hiểu ý nó, để cho nó được nuôi dưỡng vui vẻ trong cái bệnh hoạn của nó. Nó mới là cái đứa chịu bệnh suốt đời, còn mình chỉ là người chăm sóc. Giữa mình với nó ai khổ hơn? Nó khổ hơn mình nhiều. Nhưng mà nếu mình không chân được cái đó thì mình không chăm dưỡng nó bằng tất cả tình thương. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái nhìn rộng hơn, xa hơn, và thấy rằng mình là Phật tử thì mỗi ngày việc làm của mình là Phật sự. Vì sao? Vì mình là Phật tử. Mình là Phật tử thì mình, việc của mình là Phật sự. Và Phật sự của mình là gì? Nấu cơm cho gia đình, chăm sóc, đi chùa, tụng kinh, công quả. Tất cả việc trong đời sống này đều là Phật sự. Lái xe đi cũng là Phật sự. Dẫn gian vậy cho nên chi? Lái không có giành giật, lái biết nhường. Rồi mình chở người nào đó đi chợ, thông dịch, đi bác sĩ cũng là Phật sự. Tại vì người ta cần mình chở thì việc làm này đúng lúc mình làm được mà người ta cần, viên mãn. Chỉ sợ một ngày nào đó mình available mà ta không chịu, ta không thích, phải không? Mình muốn làm việc đó mà có người đến, đó là viên mãn cho tâm nguyện của mình. Cho nên quý vị nào mà có hiến tạng, khi mất rồi cho người ta, đừng sợ đọa lạc. Nói tại tôi nghe người ta nói chết phải nằm yên 8 tiếng mới được vãng sanh. Lỡ đụng vô rồi cái mình bị sân si phiền não, rồi cái bị lấn cấn. Con vừa muốn cho nội tạng mà vừa muốn sợ bị đọa. Có nhiều câu hỏi như vậy lắm đó. Vừa muốn hiến tạng mà vừa sợ bị đụng vô thân sanh phiền não. Dạ không, hai cái đó nó khác. Vì mình phát nguyện đó cho nên ngay lúc đó người ta lấy và người ta sử dụng được, là tâm nguyện của mình viên mãn, thì không có gì là không được cả, không có gì sợ hãi cả. Cho nên hôm nay đại chúng hiểu xa hơn cái danh từ Phật sự đó. Vì sao? Vì chúng ta hiểu được chân lý. Đây, một việc của mình là biết Phật sự và biết rõ ma sự. Vậy thì đừng việc gì mình làm là khổ hết, mà việc gì mình cũng làm bằng tình thương, bằng trí tuệ, đó là Phật sự. Pháp Hòa ví dụ vậy nè,
Thầy trụ trì nhờ một người cắm một bình hoa để trên bàn giảng, để một cái bàn cho khách ngồi, thì nhất định bình hoa đó không phải là bình hoa trên bàn thờ để cúng, cho nên không thể cắm quá cao như ở trên bàn thờ, mà cái bình hoa đó có thể cắm thấp thấp, vì bàn hoa đó để ở bàn khách chứ không phải là bàn thờ. Vậy thì mình có lòng cắm hoa, nhưng mình phải hiểu được bình hoa này để ở đâu, để mình cắm một bình hoa cho nó đúng, đúng nghĩa, người ta sử dụng được bình hoa đó đúng Phật sự. Thầy nói hôm nay mình nấu ăn cho đại chúng số lượng đông, mình biết nấu món gì mà để có thể số service được cho mọi người. Vậy thì chúng ta làm việc bằng tình thương, nhưng trong tình thương đó phải có sự hiểu biết, và mình biết rằng tất cả đều là phụng sự. Thể cái gì phụng sự lợi ích cho mình, cho người, thì chúng ta gọi là Phật sự. Và trong Phật sự đó, trong đời sống tu tập đó, chúng ta hiểu được chân lý. Trong kinh Đức Phật gọi là đế lý. Chữ đế là gì? Là chân thật. Thí dụ như tứ diệu đế, tứ là bốn, diệu là màu nhiệm, đế là chân thật. Bốn sự thật màu nhiệm của cuộc đời đó là khổ, tập, diệt, đạo. Thí dụ vậy gọi là tứ diệu đế. Ở đây người Phật tử phải hiểu được đế lý. Đế lý là gì? Là chân lý màu nhiệm. Ví dụ quý vị quy y Pháp. Tại sao phải quy y Pháp? Hướng tâm về Pháp. Tại vì quy y Pháp để quy y chân lý lẽ thật. Cuộc đời có vô thường, có nhân duyên, có nhân quả. Mình hiểu các pháp đó, vậy cho nên mình không mê lầm. Mình không có mê lầm là tại vì tất cả các pháp đó là sự thật. Bây giờ mình có thích, không thích, nó vẫn diễn biến như vậy. Ví dụ bây giờ mình thích ngày hôm nay quá, mình muốn dời nó thêm được 25 tiếng không được. Cái ngày này mình có vui, có thích, hay là mình ghét nó vẫn 24 tiếng. Và đúng 24 tiếng thì nó được gọi là một ngày mới. Thì cuộc đời này, mọi việc trên thế gian người ta đã quy định như vậy. Cái này là mình phải thuận thế giới để thành cuộc sống của mình, gọi là thế giới tất đàn. Người ta gọi ban ngày thì mình gọi ban ngày. Nhưng mà thật sự đúng không? Bây giờ mình gọi mình ở đây ban ngày là đúng, nhưng mà ở Việt Nam mình đâu đúng. Việt Nam giờ khuya mà. Như vậy thời gian mình nói có trúng gì đâu. Trúng là trúng lúc nào? Trúng hiện tại thôi. Thế giới ngay giây phút ở đây, người ta gọi đây là ban ngày thì mình gọi theo ở ban ngày. Mình đồng hồ nói không, tôi sống theo Việt Nam, giờ này 3 giờ sáng. Tại mình không có thế giới tất đàn. Người ta gọi cái bàn, mình gọi thế bàn. Người ta gọi cái đồng hồ, mình gọi cái đồng hồ. Người ta gọi cái biểu ngữ, mình gọi cái biểu ngữ. Mình tùy thuận thế giới, người ta gọi gì mình gọi nấy. Mục đích là chỉ để giao tiếp cuộc sống trong cái phạm vi này thôi. Thế giới tất đàn để thành tựu thôi. Cho nên người rõ chân lý biết ngôn từ nó là tạo. Thí dụ mình gọi cái này là bình hoa. Bây giờ mọi người ta thấy hoa cắm đạo thấu đáo thì nó chả là bình hoa gì hết. Chẳng qua là nhiều cái hoa ráp lại hoa thôi. Mình biết được cái thật tướng của nó là không có bình hoa gì hết á. Cánh là từng cánh hoa. Bây giờ ráp vô vậy người ta bình hoa thôi, mình cứ gọi bình hoa cho nó dễ đi. Nói với một em Phật tử chạy vô trong chánh điện, bưng cái bình, nói cái một là nó bưng à? Không, ngồi nói chân lý. Em đi vô coi cái nào mà nó có từng cánh hoa nó ráp lại, đó là do nhân duyên nó tụ hội thôi. Nó không biết mình nói gì hết trơn. Thôi thì gọn giùm con cái đi, lại gì bình hoa. Còn khi nào muốn diễn đạt chân lý thì cứ nói. Không, nhưng mà người ta gọi cái này gọn gãy bình hoa, cứ gọi bình hoa để cho mọi việc nó được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cái này gọi là thế giới tất đàn. Nhưng mà mình cũng có được một cái gì? Để nhất nghĩa tất đàn, nghĩa là chân lý mình hiểu. Chân lý tôi hiểu. Nhưng mà bây giờ cuộc đời này người ta gọi vậy, tôi cũng gọi như vậy để cho mọi việc nó được luân lưu
nhẹ nhàng, thuận thảo trong cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên người thấu như vậy gọi là thấu đế lý, rõ được chân lý, cái nào là tạm, cái nào là cứu cánh. Mà đạo Phật á, là chân lý hiểu hết. Nhưng mà những gì mình đang làm ở đây là gì? Tùy thuận chúng sanh. Cho nên mình thèm thao hạnh nguyện của Ngài là gì? Cửu giả hạnh thuận chúng sanh. Thật ra mình cúng nhiêu cho đủ, có thể ngàn chén cơm đi nữa, pháp giới chúng sanh đông quá, ngàn chén không? Thôi biểu tượng ba chén cũng được. Cho nên nếu nói đủ ba chén cũng đủ, mà nói không đủ ngàn chén cũng không đủ. Chúng sanh mà. Vì vậy cho nên các tổ Việt Nam mình nói có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà nói có, một hạt bụi cho là có, một hạt cát cũng phải có. Tại vì một hạt cát là có, cho nên nhiều hạt cát nó mới thành bình nhang, cái lưu hương. Chứ bốc một hộp lên nghĩa gì đâu. Nhưng mà nhờ một hộp và nhiều hộp nó thành ra được một bát hương. Như vậy nếu nói có thì một bụi cũng phải cho là có. Còn nếu nói không, cả sơn hà vũ trụ này là không. Nó rõ ràng này. Hồi xưa ở đây là một khu đất, cái nhà thờ, ngày hôm nay nó chuyển hóa thành một ngôi chùa. Như vậy thì cái cuộc sống này nó có thể thay đổi từ tướng này qua một cái tướng khác. Còn là anh Năm, anh Bảy gì đó, cái sáng nay mình được đi xuất gia rồi, cái ta gặp mình ta không kêu anh Năm Bảy nữa, ta gọi chú Tiểu, ta gọi là một chú Sa Di, một thầy Sa Di. Mình là chị gì đó, nhưng mà đi tu rồi là một sư cô. Nhưng sau đó mình quyết định trở về, mình để tóc lại, cái sư cô còn cô thôi. Ta nhìn tướng, ta gọi tên. Nhưng mà nhiều khi cái tướng đó là một người cư sĩ, mà thật sự tâm họ là một người xuất gia. Vì cái tướng trường hợp này là gì? Tướng còn là người đời, nhưng mà tâm là người xuất gia. Nhưng mà trên thực tế cuộc đời này, gặp tướng gì thì gọi tên, còn ẩn tàng bên trong nội tâm mình như thế nào tự mình biết. Cho nên nhiều khi mình gặp một người phàm, tưởng họ phàm nhưng thật sự họ là thánh. Vì vậy mà không khinh thường ai hết. Ai mình cũng để chi? Để tâm mình viên mãn Phật tâm. Tâm mình có Phật, cho nên mình nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát, cũng là chúng sanh, cũng là những người có tốt. Cho nên mình thiện thì mình nhìn người thiện, mình xấu thì mình nhìn thành người xấu. Cho nên mình như thế nào thì mình sẽ nhìn các pháp nó như vậy. Cho nên tất cả việc gì nó cũng thành ra Phật sự cả. Đại chúng nhớ như vậy, để mình có làm việc gì trong cuộc đời này, lỡ mình có lỡ chán một chút, tự nói với mình đang làm Phật sự. Đây không phải, nếu như mà cái chuyện Phật sự này mà bực bội phiền não thì mặc dù nó được gọi là Phật sự mà nó thành ma sự mất. Còn cái chuyện dẫn con đi học, dạy con học bài, trời ơi sao tôi bực bội ghê, phải giờ này tôi đi chùa tôi tụng kinh rồi, tự nhiên ở nhà phải dạy con. Nếu mình nghĩ sâu một chút, mình dạy nó học, mai mốt nó thành người tốt, nó học cái đời giống như tụng thời kinh thôi. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đắp y rồi, lên tụng kinh rồi, tự nhiên có một người gọi vô: thầy ơi, vợ chồng con đang có việc muốn gặp thầy. Nghe là biết rồi đó. Dạ dạ thôi lên đi. Rồi Pháp Hòa ra nói thôi quý thầy lên tụng kinh đi. Pháp Hòa giải y đi chi? Dạy ngồi lắng nghe cặp vợ chồng nói chuyện để giúp cho họ bằng với thời kinh. Tại mình lên mình tụng kinh được rồi, Phật nghe rồi, mà giờ hai chúng sanh này cần mình nghe. Mình nghe hai người này cũng giống như Phật nghe mình tụng vậy. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy, bất cứ việc gì trong cuộc đời mình hãy rót cái nhìn của tâm niệm từ bi trí tuệ thì việc đó nó chuyển liền. Cái việc đó nó chuyển tùy theo cái gọi của mình, tùy theo cái tâm niệm mình rót vào đó mà nó thành ra Phật sự. Hiểu được như vậy, chúng ta hiểu chân lý và sống được cuộc sống tu tập của mình. Cho nên từ đó
tâm của mình thấm Phật pháp, giống như mưa nãy giờ vậy đó. Thấm chưa? Thấm rồi đó. Phải không? Thấm rồi. Mặc dù nó không ào ạt, cứ lất phất vậy mà ngồi hồi nó thấm. Ngày nào quý vị cũng nghe một chút vậy. Cho nên tâm mình là một học địa. Giáo pháp rót vào mỗi ngày, tự khắc nó sẽ thấm. Giờ nào mình nghe được cứ nghe, và khởi cái tâm, hướng cái tâm mình nhìn sự việc bằng cái Phật sự đó, thì lâu ngày mình trở thành ra một người tác Phật sự. Cho nên cái câu nhà chùa hay gọi đó, tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Tác Như Lai xứ là gì? Là mình làm ra một, mình biến mình thành một người sứ giả của Như Lai. Tác Như Lai xứ, Như Lai xứ đó là người sứ giả của Như Lai, đem cái giáo pháp, đem cái thông điệp của Đức Phật truyền đạt lại cho người khác, và lấy cái ý tưởng của người khác để pha Phật sự vào đó cho nó thành ra cái điều tốt đẹp cho đời, thì gọi là tác Như Lai xứ. Mình làm sứ giả, cho nên mình nhớ là một sứ giả của Như Lai là không gây hấn, không hận thù, không có sự chia rẽ. Đó là tác Như Lai. Hành Như Lai sự là mình làm cái việc làm của Như Lai. Tại sao ở đây không dùng chữ Phật mà dùng chữ Như Lai? Tại vì chữ Như Lai là gì? Như là không thay đổi, còn Lai là có đổi thay. Cho nên Như Lai là người vững được cái tâm, thấy các biến đổi mà tâm không đổi thay. Thí dụ như mình nhìn mọi người xung quanh mình, một ngày hồi nào đó khỏe mạnh trẻ đẹp, hôm nay bắt đầu ai cũng có tóc bạc, da nhăn bắt đầu yếu. Mình thấy cái đó mình biết đó, đó là cái pháp của thế gian. Có già, có trẻ, có già, có khỏe, có đau. Cho nên tâm mình không bị dao động, khổ sở bởi những đổi thay đó. Và thậm chí người ta mới ca tụng mình ngày hôm qua, sáng nay chửi bới mình. Đó, Như Lai là người có khả năng thấy được pháp trong cuộc đời này để tâm mình không đổi thay. Cả đời này vậy, chúng sanh là vậy, thương khác, ghét khác. Như Lai là người thấy rõ tất cả mọi pháp trong cuộc đời này mà tâm không có lung lay, không có lay chuyển, không bị tác động, mà vẫn trụ vững được cái tâm mình. Như là lời của Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh dạy đệ tử trước khi viên tịch: thân như bóng chớp chiều tà. Ngài thấy rõ đó, thân này giống như là bóng chớp của buổi chiều tà. Thân như bóng chớp chiều tà, cũng giống như là cỏ hoa thôi. Cỏ hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời. Nó tươi tốt, đến mùa thu thì nó rơi rụng. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư thấy rõ cuộc đời vậy đó, thấy rõ thân này và ví tựa như những đóa hoa. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời. Chân lý của Ngài cuối cùng, cái chân lý của Ngài nè: xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Cái thịnh cái suy nó giống như những giọt sương nó rơi trên đầu ngọn lá ngọn cỏ thôi, không có gì mà tác động, không có làm mình khổ được. Vì mình thấy đó, thu nó tan vậy thôi chứ mùa xuân nó trở lại. Đó là cái nhìn của Thiền Sư Vạn Hạnh. Giờ tới nhìn của Thiền Sư Mãn Giác này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười đó. Tức là Ngài nói là cái mùa thời tiết á, thời tiết mùa xuân đi thì hoa nó rụng, mùa xuân đến thì hoa nở. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc trước mắt mỗi ngày mỗi trôi qua, sự trục nhãn tiền lão tùng đầu thượng khai.
việc đi mãi đó, kẻ qua người lại, kẻ tới người đi, dập dìu vậy đó. Thằng nhỏ này trong xóm tôi nè, tôi thấy từ nhỏ tới lớn, từ lúc nó chạy cà nhỏng vậy mà bữa nay tóc nó bạc thành ông cụ rồi, trước mắt việc mãi tùy nó. Tôi cũng sao, tôi cũng già theo, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Bốn câu đầu là nói sự thật của cuộc đời, phải không? Đây là cái đạt đạo, cái thấy thấu đáo của người tu. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đừng nói thế. Do thời tiết thôi. Đêm sân trước một cành mai. Đừng thấy rụng tưởng là xuân tàn. Phải không? Không. Mùa xuân năm sau chớm lại, hoa tiếp tục nở. Ngày hôm qua đi rải cốt cho một gia đình, một cái cô Phật tử 50 tuổi, con sống giống như người Mỹ thôi, tại vì mấy chục năm ở đây rồi, ở cái vùng ít người Việt, cho nên ba người con của cô rất Mỹ. Và cô xong rồi á, thì cô có cái tâm nguyện là được rải cho. Mà cô là hồi nào giờ là cô nghe pháp của mình, cô đi tham dự những khóa tu, thì khi biết Pháp Hòa đến đây thì người chồng nhờ một Phật tử liên lạc để nhờ Pháp Hòa giúp tụng cầu siêu và rải tro. Khi mà rải xong thì Pháp Hòa thấy ba đứa con cô đứng khóc, tiễn mẹ, tiễn linh hài cốt mẹ ra biển đứng khóc. Pháp Hòa đến, Pháp Hòa nói với ba người con của cô: mẹ chỉ mất cái hình hài thôi, bây giờ mẹ đang tiếp tục được sống trong ba anh chị. Mẹ không có mất nha, mẹ chỉ cái hình hài. Cái gì có hình hài, có hình tướng, cái đó phải hoại diệt, đương nhiên. Nhưng sẽ có một sự tiếp nối. You are her continuation. You continue to live for her. Ba bạn đang tiếp tục sống cho mẹ. Mẹ bây giờ không còn hạn hẹp trong một hình hài, mà mẹ đang có mặt màu nhiệm trong ba người con. Và nếu ba người con này mai mốt có gia đình, có con, thì mẹ sẽ được tiếp nối cháu. Với cái nhìn đó, mình sẽ thấy một sự luân hồi. Luân hồi là gì? Là sự chuyển. Giống như mình nấu cơm mà dư thì mình nấu cháo. Hỏi cháo đi gì? Cháo luân hồi của nồi cơm. Ăn cháo trắng ngán rồi, sắc nấm, bỏ khoai môn, cà rốt, sắc đậu hũ vô, thành một nồi cháo, cháo nem, cháo chay. Hỏi cháo này từ đâu ra? Hôm qua ra, từ nồi cháo trắng. Cho nên bây giờ quý vị nhìn kỹ, có phải mình là sự tiếp nối của ông bà mình không? Mình đang là sự tiếp nối của tổ. Tổ đã truyền dạy lại và ngày nay chúng ta tiếp nhận những lời. Chúng ta sống theo lời Phật tổ dạy. Còn cái gì có hình tướng phải hoại diệt, đương nhiên. Nhưng với cái nhìn trong sáng của đạo Phật thì các pháp nó được nói ở một pháp khác. Cũng giống như mưa này mà rơi xuống nước rồi bắt đầu nó lọc lại đưa vô cái đường fountain như mình hứng ra, mình nói mà nấu nước trà thì cũng từ mấy nước này, thậm chí cả luôn cả nước tiểu ra cống rãnh, nó đi về cái chỗ mà được thanh lọc nhiều cái lần trở lại thì nước đó cũng luôn lưu trở lại thôi. Cái nhìn đó bất cấu bất tịnh, dơ không sạch. Mình thấy sạch, sạch đâu. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây có một con vi trùng rất nhỏ đang ở trong cái phạm vi này, mình không thấy. Cho nên với cái nhìn đó thì chúng ta có một hiểu được cái đạo lý, mà có được đạo lý đó chúng ta sống trong cuộc đời này mà bình an với tất cả các pháp nó sinh khởi, vui buồn, thương ghét, thành bại, được mất, nó chẳng là cái pháp đối đãi của chúng sanh thôi. Còn cái nhìn, cái mà không có bị lung lay, đó là gì? Tâm bồ đề của mình. Cái thấy đáo, thấu đáo được cái chân lý của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta về thiền viện
từ trong một ngày tu học. Nhân khi thấy thì nhớ lời Phật dạy về mưa. Phật hay lắm nhé. Trăng Phật cũng có bài pháp nói về trăng. Mặt trời Phật cũng có bài pháp nói về mặt trời. Quả đất này Phật cũng có nói quả đất. Ngọn núi Phật cũng có chuyện để nói. Mưa Phật cũng có chuyện để nói. Bất cứ cái gì, con sư tử, Phật có pháp hết. Phật có pháp hết. Trong kinh rồi thấy là Phật rất là đa dạng. Vì với cái nhìn của Phật là gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có những con vật nó có cách sống này mình học được, nó có cái dở kia mình cũng học được. Thí dụ như một hôm đi trên đường á, Phật gặp một con rùa, rồi có một con chó sói nó, con rùa này nó rút đầu đuôi bốn chân nó vô, còn cái mai rùa. Thì con chó sói nó tới ngửi ngửi ngửi, nó bỏ đi. Thì ngài đi với Đức Phật, Phật chỉ ngài nè, thầy có tại sao con rùa được an toàn, tại con rùa này nó biết rút tứ của nó vô trong cái mai của nó. Đức Phật nói mình cũng phải học giống nó, học của con rùa. Mình phải rút thu nhiếp lại mắt, tai, mũi, miệng, ý của mình để không bị ác pháp nó chi phối. Thí dụ mình đã có gia đình rồi, bây giờ mình muốn cuộc sống gia đình mình ổn định đó, mình cũng phải sao? Thu thúc bớt. Tại chúng sanh mình dễ bị lôi kéo phải không? Mình muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình tự phải rút bớt lại. Ai không ham đi chơi, nhưng mà thôi giờ có vợ rồi, đi chơi vừa chừng thôi còn lo cho vợ con. Thí dụ vậy đó. Rồi giờ hồi nhỏ, hồi đó mình còn trẻ, mình chưa đi tu, mình ham đi chơi. Đi tu rồi thì không có ham đi chơi nữa. Tại anh muốn cái này, anh phải rút bớt cái kia lại, cắt bớt cái thời gian đó lại để có được thời gian làm việc khác. Anh đi tu, anh muốn được hiểu lời Phật dạy, anh dành nhiều thời gian để học kinh, đọc sách. Cho nên thời gian của mình lướt Facebook nhiều quá thì không có thời gian làm việc khác, phải không? Cho nên ví dụ quý vị vô đây tu ngày, đây là tu kiểu mà gieo duyên thôi, tu học ngày vậy thôi. Chứ nếu mà mình đi vào một khóa tu miên mật đâu có được. Tu miên mật phải có một cái thời khóa hẳn hòi và có những nội quy đàng hoàng để chi giúp cho mình thúc luyện. Còn này là một ngày tu an lạc thôi. Đến để nghe pháp, ăn chay rồi đọc kinh rồi một ngày để mình một cái ngày sống an lạc trong chùa. Cho nên mình muốn được cái này, các duyên khác phải giảm. Cho nên phương pháp là giảm duyên. Mình phải giảm cái duyên này, mình tăng cái duyên khác. Giảm duyên đời, tăng duyên đạo thì mới có thể thành tựu được. Đó là nguyên tắc thôi. Cho nên Phật thấy pháp môn gì? Hạnh tu của con rùa. À, mình phải rút lại để thôi các pháp chi phối bên ngoài. Nhiều lắm, Phật rất nhiều. Trong những cái bài kinh thì Phật dạy nói về nước phải không? Nói về mưa phải không? Mưa có khả năng làm cây cối tươi mát. Cũng như thế, giáo pháp có khả năng làm tươi nhuận tất cả những tâm hành bất thiện trong tâm mình. Có nhiều cái tâm của mình nó khô cằn, nhờ giáo pháp cho nên được tươi tẩm trở lại. Mà nước là bản chất có thể rửa tẩy hết. Pháp của Phật cũng vậy, có thể tẩy rửa. Cho nên mình niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp đều là một phương pháp tẩy rửa, gột rửa nội tâm. Rồi hôm nay Pháp Hòa xin buổi sáng sinh hoạt với đại chúng, mình nói về một chút ý nghĩa tại sao chúng ta phải học pháp, nghe pháp và tu tập. Cũng giống như nước mưa, hãy mưa dần là thấm lâu. Mưa dần lâu, chúng ta cứ để giáo pháp tưới tẩm mình mỗi ngày, mỗi chút vậy. Lâu ngày cái tâm mình nó thuần thục, tự nhiên mình sống nhẹ nhàng ra. Và một trong những cách quý vị cố gắng thực hiện là mỗi ngày 5 phút ngồi tĩnh tâm. 5 phút ha, rồi sau vài tháng quý vị tăng lên 5 phút nữa. Cứ như thế quý vị làm, bảo đảm sẽ có kết quả. Cũng giống như uống thuốc, mỗi ngày một viên thuốc uống đều.
từ từ bệnh mình sẽ được thuyên giảm. Uống thuốc chữa thân bệnh, nghe pháp chữa tâm bệnh. Chúc đại chúng có một ngày an lạc. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ trên thượng tòa giảng sư. Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên nay được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa quyền phi. Qua hơn 1:30, thượng tòa đã ban bố cho đạo tràng tu học khóa tu mùa thu năm 2024. Nguyện thanh từ của chúng con một thời pháp vô cùng ý nghĩa. Thay lời cho thượng tòa trụ trì, trưởng ban tổ chức cũng như toàn thể quý Phật tử hành giả, chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ân trên thượng tòa giảng sư, cầu chư Phật gia hộ cho thượng tòa luôn được pháp thể vạn an, Phật sự luôn được viên. Giờ phút này thành kính cung thỉnh thượng tòa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng.